Gia đình Steve còn lâu mới hoàn hảo. Cậu vừa lười vừa vô trách nhiệm. Sẽ ra sao nếu Lalilu dạy cho Steve một bài học? Cùng theo dõi nha. Lấy một tấm bìa cứng làm từ hộp khoai chiên, cắt ra và dán lại giống như vậy. Vị phô mai, thật biết cách chọn mà. Chỗ khoai tây này sẽ giữ được lâu lắm đây. Cắt luôn. Cửa hàng bọn tớ có mọi loại nhu yếu phẩm. Steve đi mua đồ theo danh sách của vợ ghi. Wow, cuối cùng cũng tìm được vị này. Hôm nay gặp may rồi. Khoai chiên đi với tớ nào. Chào, của cậu cả sao? Đúng vậy, tớ lấy hết. Được rồi. Tuyệt, cảm ơn nha. Cậu ta tự ăn hết đống đó thật sao? Tháo miếng đệm của tai nghe cũ, dán tai nghe lại với nhau để che mối nối. Tháo dây ra, rồi thêm hình dáng và các nút bấm. Biến bản phấn mắt cũ thành PlayStation, tô đen và thêm logo. PlayStation và điều khiển đã sẵn sàng. Giờ chúng ta có thể chơi game được rồi. Steve mà bắt đầu chơi thì sẽ chơi cả ngày luôn đấy. Phải chơi lại rồi. Thật không dễ gì một mình chăm sóc ba đứa nhỏ, và còn phải dọn dẹp mớ rác mà chồng bày. Đúng, có rất nhiều việc phải làm. Ngày nào cũng như ngày nào. Steve đang trượt ván về. Chào, hôm nay em thế nào? Em rất mệt. Ok, anh chơi game đi. Được rồi, mình dừng ở level nào. Pepsi kết hợp với cánh gà, vị ngon tuyệt. Sao anh không trông con để đổi gió đi chứ? Và nhặt chỗ lon đó lên. Tuyệt, ba, cùng chơi đi. Ồn ào như vậy thì làm sao mà đánh được boss level cuối chứ? Vậy chơi với chúng con đi. Con muốn chơi trốn tìm và chơi bóng nữa. Em à, trấn tĩnh bọn trẻ lại đi. Anh không tập trung được. Đủ rồi đó. Em đi du lịch vài ngày đây. Con mình mà không biết cách chăm hay sao? Rồi sẽ biết thôi. Và vài việc nhà nữa. Cùng xếp vali giúp cho mẹ nào. Chiếc hộp này là lựa chọn đúng đắn. Làm thêm quay cầm chắc chắn nha. Chọn bánh xe và phụ kiện từ bộ Lego. Giờ chúng ta có thể dễ dàng đẩy vali đi quanh nhà ga rồi. Phần cong của ống hút sẽ dùng làm tay cầm. Chiếc vali khá là to. Alo, Nancy, cậu đón tớ nha. Chúng ta sẽ đi nghỉ mát. Mình cần xếp mấy bộ váy này. Vừa in luôn. Đến lượt phải mua thêm vài bộ mới được. Mong là không để quên thứ gì. Ba và các con đang tiễn mẹ đi. Em đi thật đó hả? Đừng có cố cản em. Anh không có ý đó. Xe của Nancy tới rồi kìa. Chào cả nhà, Sarah, lên đi. Mấy ba con vẫy tay chào tạm biệt. Để xem anh chàng xử lý việc nhà như thế nào. Sarah đã đi, và giờ Steve sẽ làm hết mọi việc ở trong nhà. Tô đen ốp điện thoại cũ. Thêm một lớp bìa cứng lên trên màn hình. Dán hình lên mặt trên. Gắn đế tivi vào. Steve không thể lỡ trận đấu này được. Ba đang thoải mái ngồi trước tivi. Anh chàng chuẩn bị sẵn cánh gà cây. Mọi thứ cần cho một buổi tối vui vẻ đều ở đây rồi. Bọn nhỏ không nằm trong kế hoạch. Chúng bắt đầu chơi đùa và cố thu hút sự chú ý của ba mình. Hoạt hình, bọn con muốn hoạt hình. Phải làm gì với chúng bây giờ? Kiểu này mình sẽ bị lỡ trận đấu mất. Thôi, ngủ một giấc vậy. Giờ bọn trẻ có thể xem phim mà chúng thích được rồi. Lấy đồ giữ cốc và cho hộp đựng sốt rỗng vào. Che phần viền lại bằng giấy xốp. Và giờ chúng ta cần thay đổi toàn bộ chiếc hộp. Nhìn trắng như tuyết tươi vậy. Thêm vòng kim loại và các miếng bìa cứng tráng gương. Dán màn hình và tay cầm.
máy giặt là thứ đại gia đình đang cần. Sara có thể dễ dàng xử lý việc giặt ủi. Cho đồ vào, thêm chút bột giặt và chọn đúng chương trình. Nghe ồn lắm sao? Nghĩa là đang giặt đó nha. Vào buổi sáng, người ba hiểu căn nhà thật sự bừa bộn như thế nào. Mình phải đi gom đồ dơ lại. Mình mệt quá. Cha, mẹ thường dùng gì nhỉ? Chắc là cái này. Đẩy chúng vào. Cha, sao không đóng được ta? Bật lên. Wow, có ghi gì nè. Thôi, chọn đại chương trình vậy. Xong. Dễ ẹt. Yeah, Steve tưởng xà bông tắm là bột giặt và chọn sai chương trình giặt. Tuy nhiên, bọn trẻ có trò chơi mới. Đâu phải ngày nào cũng có một căn phòng đầy bọt đâu. Ôi trời ơi, có chuyện gì vậy? Mình hậu đậu quá đi. Đều tại mình cả. Lấy nắp kem dưỡng lớn và bôi hết chữ đi. Dùng vòng niêm phong nắp làm tay cầm. Tô đỏ chiếc nồi và thêm chấm bi màu trắng. Phần nắp thiết kế tương tự như vậy. Quét sơn bóng trong suốt lên. Thêm tay cầm hình nấm lên trên nắp. Chiếc nồi này dễ thương quá đi. Bọn trẻ đói bụng và đòi bữa trưa. Phải cho chúng ăn gì đây? Ai cũng thích mì Ý. Cùng đọc công thức nào. Cho mì vào nước sôi và nấu trong vòng 5 phút. Nước đã bắt đầu sôi rồi, nhưng người ba lại phân tâm. Trong bếp thì không được phân tâm nha. Nước tràn ra hết rồi kìa. Cứ như đang trong chương trình bếp địa ngục vậy. Đặt pizza cho bữa tối thôi nào. Dùng màu acrylic tô quả bóng bàn. Thêm sọc bằng bút lông. Người ba hiểu rằng làm việc nhà không hề dễ và quyết định dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Mấy đứa, ai muốn chơi bóng rổ với ba nào? Yay, bọn con! Cả nhà đến sân bóng rổ. Đúng là một ngày đẹp trời. Bọn trẻ đều ném được bóng vào trong rổ. Vậy là hòa. Mọi người cùng thắng. Cảm ơn ba vì trò chơi. Rất tuyệt ạ. Steve rất thích chơi với con của mình. Khi về đến nhà, cậu quyết định dành thời gian cho con. Rồi hai đứa lớn đi vào. Ba, ba đã làm trang phục cho vở kịch trường bọn con chưa? Ừ không, ba quên làm mất tiêu rồi. Đúng là thảm họa. Đây ba, lấy vải này đi. Để lên trên bàn. Và ba sẽ cần một cây kéo. Được rồi, cắt ở đây. Và may ở đây nha. Steve ngủ quên trong lúc làm việc rồi. Ba dậy đi. Đồ vẫn chưa xong. Và vở kịch sắp bắt đầu rồi kìa. Buồn ngủ quá. Phải làm nhanh hơn mới được. May thêm một đường nữa. Vậy là xong rồi. Mặc lên thử thôi nào. Bọn trẻ rất thích chúng. Cảm ơn ba. Bọn con nhìn giống hổ vậy. Bọn trẻ về từ vở kịch và mang theo huy chương. Bọn trẻ ai ai cũng vui, kể cả ba của chúng. Cùng làm máy hút bụi từ đồ chuốt bút chì cũ nha. Tô phần hộp. Lấy dây từ tai nghe cũ và gắn ống hút vào. Và chúng ta có thể làm đầu hút từ một phần của phần khung. Trắng và xanh là màu thích hợp. Hai nửa hạt cườm biến thành bánh xe. Làm thành máy hút bụi. Sớm thôi, nhà sẽ không còn một hạt bụi nào. Thật khó để đi trong phòng mà không nghe tiếng lão xạo. Steve đã hiểu tầm quan trọng của việc giữ nhà sạch sẽ rồi. Gia đình của cậu không nên sống trong một căn nhà bừa bộn. Nói tạm biệt với bừa bộn đi. Cầm máy hút bụi lên và dọn thôi nào. Căn phòng sẽ sớm sạch bông. Ba còn gom cả quần áo nữa chứ. Tốt lắm. Chai nước cũ có thể trở thành khuôn bánh. Vẽ một hình tròn lên giấy xốp rồi cắt ra. Cắt một phần của hình tròn ra giống như vậy. Và đừng quên phần nhân nha. Cho bột bánh vào khuôn và bẻ cắt mép.
Cho quả mọng vào giống vầy, rồi lắp chúng lại bằng keo nến màu hồng. Trang trí thêm để làm bánh được đẹp hơn nha. Tô chúng màu cam và quét sơn móng tay trong lên. Đây sẽ là lớp đường. Chúng ta không cần chiếc bánh cháy, chỉ cần chín bánh là được. Trước khi mẹ về nhà, bà rủ bọn trẻ nướng bánh cho mẹ. Ai tham gia nào? Sẽ ngon lắm đó. Tất cả đều đồng ý. Họ đang cùng nhau nấu ăn. Một bánh văng khắp mọi nơi. Nhưng không sao, đến lúc cho bánh vào trong lò rồi. Mong là ba không làm cho bánh bị khét. Steve thấy khói và sợ rằng bánh sẽ bị khét. Nhưng mọi thứ vẫn ổn. Chiếc bánh rất tuyệt. Bánh có lớp vỏ giòn ngon. Ba là đầu bếp giỏi nhất trên thế giới. Cùng chọn hoa cho Sarah nào. Người bán hoa đang gặp khó khăn. Hãy dùng ba loại hoa này. Chọn thêm vài cây cỏ. Giờ chúng ta cần làm thành bó hoa. Nhìn đẹp quá đi. Gói bó hoa vào giấy. Cột một chiếc nơ ở dưới. Chào mừng đến với tiệm hoa Lalian. Tớ có thể giúp gì cho cậu? Tớ cần bó hoa đẹp nhất để tặng vợ. Hiểu rồi. Lấy đi, xong rồi nè. Wow, đúng là một kiệt tác. Cảm ơn. Steve mang hoa về nhà. Chúng có mùi rất thơm. Con gái liền mang lọ hoa đến. Cùng cho hoa vào thôi. Bọn trẻ thích mùi hương này, kể cả bé Sue. Sarah về nhà hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hi. Nhà thân yêu, mong là họ chưa phá hủy nó lúc mình đi vắng. Steve mang hoa cho Sarah. Wow. Một bất ngờ, thật không thể tin được. Cảm ơn anh. Bọn trẻ cũng rất nhớ mẹ. Con trai của cô mang bánh đến. Tuyệt vời, cứ như đang trong truyện cổ tích vậy. Đúng vậy, trong lúc mẹ đi nghỉ, bà đã thay đổi và bắt đầu quan tâm gia đình hơn. Và hiểu rằng việc nhà là rất quan trọng. Hãy nhớ thích video và đăng ký kênh Lalilu nha. Bọn tớ làm nên điều kỳ diệu. Và kênh của bọn tớ còn có rất nhiều ý tưởng búp bê thú vị đó.